Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lễ viếng của hội những người đô lính và đồ lính và hội lính tỉnh Hưng Yên do Trần Duy Đông làm trưởng đoàn, bạn của con trai Khoa Tỉnh, hôm nay nhận được tin cụ Phạm Văn Bái của gia đình chúng tôi 250 về quy ẩn tổ tiên, hội có sửa vòng hoa tang tuần nhang thơm về đây thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn vào làm lễ viếng. Kính thưa gia đình tang lễ, kính thưa vong linh hồn ông, chúng cháu là những người yêu đồ lính của tỉnh Hưng Yên, là con dâu của ông là cô Tình. Nay chúng cháu nhận được tin 250 về giả, anh em chúng cháu có vòng hoa tươi, có lén hương thơm cùng tế lễ sáng để thắp lên kinh nhân hương hồn ông và tưởng nhớ ông. Sau đây chúng cháu không biết nói gì hơn, xin phép gia đình mở để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vô cùng xúc động, thay mặt tăng quyến và đại diện cho gia đình, xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng của các đồng chí người lính cùng với chiến trường của vợ tôi. Xin mời các đồng chí ra ngoài bàn uống nước và để vợ chồng tôi có lời tâm sự về người lính.